Video trước của mình đã có nói về cái tác dụng của vị đại táo. Thì khi mình đăng cái video đó thì có một số bạn đã hỏi mình là thầy ơi, cái vị đại táo làm thế nào để nhận biết được là giữa đại táo sấy và đại táo tẩm mật hay tẩm đường. Thì thông thường thì các bạn biết là cái vị đại táo này nó là quy quy 12 đường kinh, nên chúng ta thường là sấy khô như này. Như ở phòng khám Vũ Gia Đường của thầy thì thầy khi nhập về nó như thế này rồi, thì thầy thường hấp qua, hấp độ khoảng 2-30 phút để cho nó chín, xong thầy phơi khô và sấy, thì mục đích để tăng cái tác dụng của nó mạnh hơn và thẩm thấu nhanh hơn. Thì làm thế nào để biết được rằng là giữa đại táo mà chưa tẩm với đường hoặc mật và tẩm, thì cách duy nhất là chúng ta lếm, chúng ta dùng lưỡi lếm. Bởi vì cái đại táo bình thường chúng ta lếm thì hầu như nó sẽ không có vị gì, nhưng nếu mà các bạn mà tẩm mật thì chắc chắn rằng là tẩm mật hoặc đường thì ở bên ngoài nó sẽ rất là ngọt, và trong quá trình đấy hoặc các bạn hấp lên nó sẽ vỡ. Với thứ hai là cái mục đích thì nếu như chữa đại táo, dùng đại táo để tẩm mật để tăng quy vào kim tỳ thì thường là ít các bạn ạ. Bởi vì bản chất đại táo nó đại bổ nguyên khí, nó quy vào 12 đường kinh. Với thứ hai nữa là cái mình nhắc thêm cái vị đại táo này nó chữa về táo bón rất là tốt. Thế nên cái tính của nó là dưỡng âm cũng tương đối là cao. Thế nên là cái kiến thức ấy mình chia sẻ cho các bạn để biết rằng, nhưng mà mình cũng thực sự là mình thấy rất ít một số nhà thuốc là dùng, tức là tẩm đại táo với mật hoặc đường đâu, hầu như là họ về là họ dùng luôn thôi. Nhưng mà chúng ta bởi vì là khi mình mang về thầy hay hấp lại, để thứ nhất là nó tăng cái tính bảo quản của cái vị đại táo này, thứ hai là nó làm chín đại táo, là khi chúng ta sắc hoặc ăn ăn thì cái độ hiệu quả nó sẽ tác dụng sẽ nhanh hơn. Nhưng chú ý là khi hấp như thế các bạn phơi hoặc sấy lại cho thật kỹ vào nhé, nó khô chứ không là các bạn để nó sẽ bị mốc. Thế đấy là cái video mình chia sẻ các bạn nắm được.